Các nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2021, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ổn định sau một tuần điều chỉnh tăng giảm nhiều bất ngờ. Trên thị trường xuất khẩu, các thương nhân ghi nhận trong nửa tháng đầu tháng 6 năm 2021 thì lượng gạo xuất đi các thị trường chính khá thấp, giá chào bán ổn định ở mức 478 đô trên một tấn với gạo 5% tấm. Theo các thương nhân, hiện lúa hè thu chất lượng có phần đã cải thiện hơn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu nếp chậm dẫn tới giao dịch nội địa kém. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp giỏ tươi Long An 4.800 đồng đến 4.900 đồng một ký. OM380 4.800 đồng đến 5.000 đồng một ký. OM9582 4.900 đồng đến 5.000 đồng một ký. Lúa Nhật 7.500 đồng đến 7.600 đồng một ký. Nếp giỏ tươi An Giang 4.700 đồng đến 4.800 đồng một ký. IR50404 giá 4.700 đồng đến 4.900 đồng một ký. Đài Thơm 8 giá 6.100 đồng đến 6.200 đồng một ký. OM5451 giá 5.300 đồng đến 5.350 đồng một ký. OM18 giá 5.700 đồng đến 5.800 đồng một ký. ST24 6.200 đồng đến 6.300 đồng một ký. Trên đây là giá lúa của ngày 20 tháng 6 năm 2021. Quý bà con mình cùng tham khảo nha. Nếu như quý bà con mình đã bán và có mức giá cụ thể, hãy cho kênh Nhà Nông Miền Tây xin một cái bình luận ở bên dưới nha. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.